Chào cả nhà thân yêu. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà một cây bông trang. Ảnh bị đột biến nha cả nhà. Đây, cái cánh hoa của ảnh là màu vàng mà lại có một bóp hoa ảnh lên màu đỏ nè cả nhà. Tương lai là cái này là sẽ là đột biến trên cùng một cành hoa nè. Đấy. Cái cây bông của em nè. Bé bé xinh xinh mảnh đột biến lên rất là lạ luôn. Đây là màu vàng. Cái cánh này màu đỏ trên cùng một cành hoa luôn nha cả nhà.